Chuỗi ngày trăng mật ngọt ngào dường như đã kết thúc với PSG. Ở nửa đầu mùa giải năm nay, người mộ thành Paris không khỏi vui sướng khi tham tấu đắt giá MMN tìm thấy sợi dây liên kết với nhau và thể hiện một phong độ tấn công hủy diệt. Messi châm ngòi, Neymar kiến tạo, Mbappe ghi bàn. Có khi Messi hoặc Neymar tự mình làm việc ấy, còn Mbappe liên tục quấy phá hàng thủ đội bạn. Phong độ khủng khiếp của cả ba đã giúp PSG thắng lớn trên hầu hết các đấu trường. Đến khi mùa giải tạm ngừng để nhường chỗ trong World Cup 2022, những tín hiệu tích cực vẫn thể hiện tại thành Paris. Bởi ba ngôi sao tấn công lớn nhất của họ đều đạt phong độ cao trên đất Qatar. Ngoài Neymar dính chấn thương nghỉ hết vòng bảng, dẫn đến việc có ít đất diễn, cả Messi và Mbappe đều đi đến trận đấu cuối cùng, tạo ra một màn long tranh hổ đấu dùng chuyển đất trời. Kết quả, Messi bước lên ngôi vị cao nhất cùng một tấm vé VIP đi thẳng vào ngôi đền huyền thoại, trong khi Mbappe cho thấy mình xứng đáng trở thành một tượng đài mới của túc cầu giáo trong tương lai. Đó cứ ngỡ là một viễn cảnh không thể đẹp hơn cho PSG ngay bộ ba hủy diệt cọ quay trở lại câu lạc bộ. Nhưng thực tế luôn phũ phàng, lần lượt cả ba cái tên vừa nêu gặp chấn thương, PSG khủng hoảng đợt một. Đến khi cả ba quay lại đông đủ, nội bộ đội bóng thành Paris bỗng trở nên rối loạn với những tin đồn chia rẽ, với tâm điểm xoay quanh trang tiền đạo bất trị Neymar. Trong bối cảnh cuộc đại chiến với Bayern Munich sắp diễn ra trước mắt, chưa bao giờ người Paris mong chờ Lionel Messi tỏa sáng như lúc này để cứu rỗi đội bóng. Nhưng liệu ngôi sao người Argentina có thể trở thành chỗ dựa lớn nhất để giúp đội chủ sân công viên Quốc Hoàng Tử vượt qua cơn khủng hoảng trầm trọng hiện tại? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Đầu tiên, hãy đến với vấn đề PSG đang gặp phải. Phong độ của nhà đương kim vô địch nước Pháp đang lâm vào cảnh đáng báo động. Họ sa sút không phanh sau khi mùa giải quay trở lại từ World Cup. Mới nhất, họ có lần thứ hai liên tiếp trong một tuần không thắng khi gục ngã trước đội bóng cường quốc AS Monaco với tỷ số cách biệt 1-3. Trong ngày mà cả Messi lẫn Mbappe đều vắng mặt, một mình Neymar không thể gánh vác nổi hàng công bằng vũ điệu samba đơn độc của mình. Tính rộng ra trên mọi đấu trường, đây đã là lần thứ 3 của PSG trong năm 2023 sau khi họ thi đấu 10 trận không tính giao hữu. Từ chỗ tưởng chừng nắm chắc cú đúp quốc đội trong tay, PSG giờ đây bị loại khỏi cúp quốc gia Pháp. Tệ hơn cả, họ bắt đầu cảm nhận được sức nóng mà các đội xếp sau như Marseille và Monaco phả vào. Khoảng cách giữa đội nhì bảng với PSG hiện tại rút xuống còn 5 điểm. Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó. Ông bà ta thường nói, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Đã gặp khó khăn về phong độ lẫn tinh thần, vậy mà PSG phải tiếp đón một trong những ông kẹ tại đấu trường Champions League, Bayern Munich. Xét về 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, hùm xám xứ Bavaria là những người được hưởng niềm vui nhiều hơn với 3 lần chiến thắng và chỉ 2 lần chiến bại. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh ấy càng trở nên khủng khiếp hơn khi xét đến từng cầu thủ của PSG hiện tại, mà nổi bật là bộ ba MMN, bao gồm Messi, Mbappe và Neymar. Với riêng Messi, vì sao anh có thể quên hai thất bại tồi hổ tại đấu trường Champions League trước những người Bayern? Một là thất bại với tổng tỷ số 0-7 sau hai lượt trận ở vòng bán kết mùa giải 2012-2013, đánh dấu sự sụp đổ bước đầu của đế chế Tiki-Taka huyền thoại. Hai là thất bại với tỷ số lên đến 2-8 chỉ trong vòng một trận đấu ở tứ kết mùa giải 2019-2020, đánh dấu sự lùi bại của cả một câu lạc bộ vĩ đại như Barcelona. Cái đêm kinh hoàng tại Lisbon năm ấy chắc chắn sẽ là ký ức ám ảnh cả cuộc đời Messi. Với những Mbappe hay Neymar, mối huyết hải thâm thù của họ trước Bayern gắn chặt với khoảng thời gian khoác áo đội chủ sân công viên Quốc Hoàng Tử. Nó khởi nguồn từ cuộc đối đầu căng thẳng trong trận chung kết Champions League mùa 2019-2020, khi Bayern với dàn tinh binh như Lewandowski, Thomas Müller, Joshua Kimmich đã hạ gục PSG của Neymar và Mbappe để đăng quang. Vì thế, PSG nói chung và cá nhân Messi, Neymar hay Mbappe nói riêng đều khao khát chiến thắng trong trận đấu ngày mai trước Bayern Munich. Ngôi sao người Argentina đã trở lại tập luyện bình thường từ đầu tuần sau chấn thương gần khuèo gặp phải ở trận nghênh đón Marseille tại cúp quốc gia Pháp. Nếu không có gì bất thường thì cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022 sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của PSG trước Bayern Munich rạng sáng mai trong khuôn khổ trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League 2022-2023. Đây rõ ràng là một tin tốt, cực tốt. Một tia sáng lạc quan hiếm hoi giữa những ngổn ngang trong nội tình đội bóng thành Paris lúc này. Khi Neymar xuống phong độ và đã hết phép thuật, đồng thời vướng vào những thị phi, còn Kylian Mbappe chạy đua với thời gian để kịp trở lại, thì cái tên Messi được nhắc đến như niềm hy vọng nhất ở PSG trước cuộc đại chiến. Bởi lẽ, nếu chúng ta nhìn vào lối chơi rời rạc, nhạt nhòa với một hàng thủ liên tục mắc sai lầm của PSG, hay một tuyến giữa liên tục chắp vá, thiếu hiệu quả, cùng một hàng công thường xuyên thiếu đi mắt xích quan trọng nhất trong 2 tháng đầu năm 2023, ta chỉ còn biết trông chờ vào một điều kỳ diệu để đội chủ sân Parc des Princes giành chiến thắng trước Bayern Munich rạng sáng ngày mai. Điều kỳ diệu ấy rất khó có thể tới từ Neymar, người đã không còn là chính mình kể từ sau World Cup 2022. Kể từ khi gia nhập Parc des Princes vào mùa hè 2017, chỉ có mùa 2019-2020 Neymar không dính vào lời nguyền tháng 2. Tức là, đó là mùa duy nhất mà Neymar tỏa sáng rực rỡ tại các vòng knockout Champions League và gánh PSG tới trận chung kết trước khi thua chính Bayern Munich. Những mùa còn lại, Neymar liên tục mắc những chấn thương và vắng mặt.
Đến mùa này, bổn cũ soạn lại, Neymar đang gặp vấn đề về mặt cá kèm theo phong độ sa sút. Đã vậy, anh còn đang trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ và bị xem là cừu đen gây ra sự hỗn loạn trong đội bóng. Điều kỳ diệu ấy cũng có thể đến từ Mbappé, khi tiền đạo người Pháp đang chạy đua với thời gian từng giờ để kịp góp mặt trong trận đấu trước Bayern Munich vì ảnh hưởng của chấn thương đùi. Cần biết, Mbappé luôn là điểm nổ đáng chú ý nhất của PSG tại các trận đấu loại trực tiếp ở sân chơi Champions League. Anh đồng thời là chân sút số 1 của PSG khi đối đầu với hùm xám xứ Bavaria, với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 4 lần đụng độ tại sân chơi số 1 châu Âu. Đứng trước nguy cơ vắng mặt mũi nhọn lợi hại nhất như thế, cộng với sự sa sút của Neymar, PSG không còn cách nào khác ngoài trông cả vào tài năng của Messi. Kể từ sau chiếc vô địch World Cup 2022, Messi đã chơi bóng với niềm cảm hứng mới, cùng với một vị thế hoàn toàn khác. Dù chưa thực sự bùng nổ như giai đoạn trước và trong giải đấu Cúp Thế giới trên đất Qatar, nhưng Messi vẫn luôn là một trong những cầu thủ nhận được đánh giá tích cực nhất của PSG từ đầu năm 2023. Anh đã ghi 3 bàn trên 5 trận đấu gần nhất ở Ligue 1 2022-2023. Champions League cũng là một sân khấu quen thuộc, cũng như tạo ra nhiều động lực cho Messi hơn rất nhiều so với Ligue 1. Kể từ lần cuối cùng vô địch sân chơi này ở mùa giải 2014-2015, Messi luôn khao khát trở lại đỉnh cao tại đấu trường danh giá nhất lục địa già. Cũng cần nhấn mạnh rằng, tại sân chơi này ở mùa giải 2022-2023, ngoài Mbappé quá xuất sắc, thì Messi vô cùng nổi bật. Ngôi sao người Argentina hiện là chân sút số 2 của đội bóng thành Paris với 4 bàn và chân truyền số 1 với 4 pha kiến tạo tại vòng bảng vừa qua. Khả năng dẫn nhịp, làm bóng và những đường truyền xuyên tuyến đầy tinh tế của Messi luôn là một trong những vũ khí tối thượng mà hàng công của PSG dành tặng các đối thủ. Bản thân huấn luyện viên Christopher Galtier cũng thừa nhận rằng ông rất lo lắng và sợ Bayern Munich ở thời điểm hiện tại, nhưng vẫn hy vọng vào phép màu của Messi để có thể đối đầu với Bayern Munich. Thật không may khi phải đụng độ Bayern ở thời điểm hiện tại, họ quá mạnh, còn chúng tôi có quá nhiều vấn đề. Chúng tôi cần phải đoàn kết và có được sự ủng hộ của các cổ động viên ở thời điểm khó khăn này. Tôi hy vọng Leo và Neymar sẽ giúp PSG có được kết quả khả quan trong trận đấu này. Huấn luyện viên Galtier phát biểu cách đây ít ngày, sẽ là một mùa giải lý tưởng nếu Messi thâu tóm cả World Cup lẫn Champions League. Nhưng trước mắt, anh phải giúp PSG thoát khỏi cơn khủng hoảng nội bộ bằng cách chiến thắng trước đối thủ lớn Bayern Munich tại vòng 1/8. Thành hay bại của cuộc đấu ngày mai rất có khả năng sẽ do Messi định đoạt. PSG muốn thắng Bayern, họ cần tài năng của Messi. Và nếu họ muốn thoát ra cả cơn khủng hoảng hiện tại, cũng không ai khác ngoài Messi có thể giúp họ.